Bác ơi, em đã bọc xe trước pin chi Cavalon Sport 3, bọc xe cẩn thận rồi. Em có tháo cái bánh trước này và cái ti bật thì em để ở đây. Đấy, về thì bác lắp lại. Và cái pedal cộng nước em tháo ra này, pedal em tháo ra này và cái yên giấy tờ đây. Thì về bác lắp lại pedal theo đúng chiều, vặn vào là tất cả hai bên đều đi về phía trước. Đấy. Cái ti bật thì bác lắp vào xong cài cái phanh cái đĩa này vào cái càng trước, cái cụm phanh đĩa, xong đấy bác cài cái quýt vào thì bác bóp tương căng tay một chút chặt là được. Đấy, còn cái ghi đông em tháo cái ghi đông ra thì cái pô tăng em đã quay quay pô tăng lại, em nới lỏng ốc và em quay pô tăng lại, thì về bác xoay cái pô tăng ra và bác siết cái lại cái ốc khi mà lắp cái ghi đông vào. Cái ốc đỉnh thì vặn ở mức độ vừa lực thôi, còn hai cái ốc bên hai bên thì bác vặn chặt là được, đủ lực là được. Đấy, và bác điều chỉnh cái ghi đông sao cho nó phù hợp với cái hướng lên của chiều, phù hợp với chiều cao và cái hướng lên của mình là ok. Và cọc yên thì dùng lục giác bác lắp vào. Máy sau em để nguyên, em sẽ đóng cái vào một cái size thùng vừa như này, xong em gửi thì về bác lắp lên giúp em. Rồi, em xin cảm ơn.